Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục dùng bộ màu nước Queen 12 màu này để vẽ cảnh bình minh lúc tờ mờ sáng. Mình sẽ dùng giấy vẽ màu nước Happy định lượng 300gsm khổ A5. Sấp giấy này thì nó gồm có 10 tờ, mình mua với giá là 35.000 và vân Colres. Trước tiên thì mình sẽ dùng băng keo giấy dán viền bốn cạnh, các bạn nhớ là miết thật chặt để tránh màu lem ra ngoài nha. Để vẽ nền thì mình dùng hai màu là màu vàng chanh và màu cam. Lấy màu vàng ra khay, sau đó cho một ít nước vào và khuấy đều lên. Tiếp đến thì mình sẽ dùng thêm một ít màu cam để tạo ra màu vàng nghệ. Sau đó mình cũng sẽ trích màu cam này ra ô bên cạnh, thêm nước và khuấy lên. Bây giờ thì mình sẽ dùng màu xanh dương và xanh lá cây. Với tranh này thì mình dùng hai phần màu xanh dương và một phần màu xanh lá cây. Các bạn cũng có thể thay đổi lượng màu tùy ý của mình nha. Và đây chính là ba màu mà mình đã pha. Mình dùng một cây cọ bản vuông để tô nền được nhanh hơn. Trước hết thì mình sẽ quét phần màu xanh đậm bên trên cùng. Đi một đoạn ngắn thì mình dùng cọ chấm nước và loang phần màu này nhạt dần. Tiếp đến màu vàng nghệ. Lúc này là do cây cọ của mình nó còn đậm màu xanh nên nó ra như thế này, nhưng không sao, các bạn cứ tô tiếp nha. Nếu muốn đẹp hơn thì có thể rửa sạch cọ rồi chấm màu vàng. Mình sẽ tô ngược lên trên để ra được phần màu loang. Rửa cọ, chấm lại màu vàng và tiếp tục tô xuống phía dưới. Sau đó sẽ đến màu cam. Phần giao nhau giữa hai màu các bạn blend màu vào nhau mịn thì tranh nó sẽ ra đẹp hơn nha. Khi tô xong nền thì vẫn có thể chỉnh thêm màu nếu chưa ưng ý. Sấy khô để tiến trình vẽ được nhanh hơn. Khi tô giấy ướt có thể hơi gồ lên nhưng khi khô thì nó sẽ phẳng lại ngay nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ pha màu đen và vẽ hai cây dừa với cây cọ đầu nhọn cỡ nhỏ. Hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn vẽ tán dừa với cọ đầu vuông rồi. Hôm nay thì mình sẽ vẽ tán dừa với cây cọ tỉa. Dùng cọ tỉa thì nó sẽ dễ hơn với các bạn chưa quen, tuy nhiên thì nó sẽ tốn thời gian hơn á. Lúc này thì như các bạn thấy mình đã vẽ hai sợi dây đèn phía bên trên, nhưng do quên bấm máy lúc vẽ nên các bạn xem đỡ hình nha. Mình sẽ vẽ một đường chân núi phía xa. Sau đó dùng cọ đầu vuông để vẽ núi nhanh hơn. Vẽ thêm bờ đất phía bên trong. Dùng cọ tỉa để vẽ vài bụi cỏ phía bên dưới. Vẽ thêm một dãy hàng rào gỗ trên bờ, không nhất thiết thẳng và đều nha các bạn, có thể siêu vẹo một chút nhìn nó sẽ tự nhiên và sống động hơn.
thêm một mặt trời phía xa và vài chú chim gần đó. Pha trắng và vàng để tạo ra vàng sữa. Dùng tăm bông để chấm các bóng đèn. Sau đó mình sẽ sấy khô rồi chấm thêm màu trắng bên trong lõi. Dùng cọ tỉa để vẽ cái tia sáng lóe ra từ bóng đèn. Cuối cùng là tháo băng keo thôi. Đây là tranh mình đã vẽ với giấy chuyên dụng Happy. Trước đó thì mình cũng đã thử vẽ trên giấy A4 cứng, loại A4 mà mình đã giới thiệu trong video trước, thì ra tranh vẫn rất ổn nha các bạn. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.